Là phụ nữ thế kỷ 21, thông minh, xinh đẹp, bạn chọn cách tránh thai nào? Tiêu chí là phải giúp phụ nữ chúng ta chủ động trong cuộc yêu, không tác dụng phụ, không lo khoảng cách, giúp bạn tận hưởng trọn vẹn đêm tình yêu ngọt ngào và thăng hoa cùng người bạn đời của mình. Và bí quyết đó là màng phim tránh thai VCF nhập khẩu từ Mỹ, nên VCF là biện pháp tránh thai vô cùng phổ biến và được ưa chuộng ở các nước phương Tây. VCF là dạng màng phim mỏng và mềm tựa như cánh hoa, nên sử dụng vô cùng dễ dàng, không gây đau đớn. Cách dùng rất đơn giản. Bước 1, dùng tay xé bao chứa màng phim. Bước 2, bạn lấy màng phim ra, gấp lại làm tư và giữ màng phim trên đầu ngón tay giữa. Đồng thời sử dụng một lượng vừa đủ gel bôi trơn, bôi lên màng phim trước khi đưa vào âm đạo. Mục đích là giúp màng phim dễ tan và đạt hiệu quả tối ưu nhất. Bước 3, bằng một động tác gọn và nhẹ nhàng, từ từ đưa màng phim VCF vào sâu trong âm đạo. Càng gần cổ tử cung càng tốt. Việc đặt VCF vào âm đạo chỉ giống như bạn đặt một miếng gạc làm sạch vào âm đạo mà thôi. Bạn có thể tập vài lần trước khi sử dụng nhé. Hãy lưu ý khi đặt VCF vào trong âm đạo, các ngón tay bạn phải đảm bảo khô, không đặt VCF vào âm đạo trong lúc đi tiểu tiện. Và bây giờ chỉ cần 5 phút để màng phim tan hoàn toàn trong dịch âm đạo là bạn có thể tận hưởng một đêm vui, ngọt ngào với người bạn đời của mình rồi. Một màng phim VCF sẽ có tác dụng trong vòng 3 tiếng và đặc biệt không giới hạn số lần sử dụng màng phim VCF trong ngày. Bạn có thể sử dụng nhiều lần tùy theo nhu cầu của cơ thể mình nhé. Bản chất của VCF là chứa 28% chất nonosinon 9, có khả năng tiêu diệt tinh trùng tại chỗ với nhiều ưu điểm vượt trội như hiệu quả tránh thai tương đương với những phương pháp tránh thai hàng đầu hiện nay, vì tan hoàn toàn trong dịch âm đạo nên không làm mất cảm giác, không khó chịu, không còn khoảng cách như khi sử dụng bao cao su. Không bổ sung nội tiết tố nữ nên không có tác dụng phụ và không phải lích kích dùng mỗi ngày như viên uống tránh thai hàng ngày. Quan trọng, VCF giúp chị em phụ nữ chúng ta chủ động trong việc phòng tránh thai, không phụ thuộc vào nam giới. Nếu bạn quan tâm tới màng phim VCF, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhé!